chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự 12 giờ trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Người Nhật Bản có tuổi thọ trung bình thuộc hàng cao nhất trên thế giới và một trong những lý do là nhờ ở chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Một bữa ăn nhiều rau xanh, ít dầu mỡ và chất béo đã góp phần làm giảm nguy cơ bệnh tật đối với người cao tuổi. Phóng sự của nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Các thành viên gia đình anh Ichiro Osuka sống quây quần trong một ngôi nhà nhỏ nhưng đầm ấm ở thành phố Tokyo. Mẹ anh, bà Mayumi Osuka cho biết, gia đình đã duy trì thói quen ăn uống lành mạnh trong nhiều thế hệ. Từ ngày xưa, chúng tôi đã có thói quen ăn các món chính là gạo, cá, rau và rong biển. Đậu tương cũng rất phổ biến. Theo quan niệm truyền thống, thì những món ăn từ thiên nhiên rất có lợi cho sức khỏe. Trong những năm gần đây, tại Nhật Bản đã xuất hiện cuộc vận động giảm lượng muối dùng cho các bữa ăn do lo ngại về các chứng bệnh huyết áp cao và đột quỵ. Người Nhật Bản được khuyến cáo chỉ nên hấp thụ 5 gram muối mỗi ngày để giảm thiểu nguy cơ bệnh tật. Muối là cần thiết nhưng ăn nhiều quá cũng không tốt, vì thế chúng tôi đang cố gắng hạn chế. Khi nấu ăn, tôi thường quan tâm đến mua nhiều rau và ít sử dụng dầu mỡ. Ăn uống một cách hợp lý, đủ chất dinh dưỡng, kết hợp với vận động thường xuyên đã đem lại tuổi thọ cao cho nhiều người Nhật Bản. Các trung tâm dưỡng lão Nhật Bản là nơi tập trung của rất nhiều người cao tuổi đã sống xấp xỉ một thế kỷ. Ở viện dưỡng lão này, chúng tôi chăm sóc các cụ già ở độ tuổi 80, 90 và trên 100. Hàng ngày mọi người đều duy trì một nhịp sinh hoạt tích cực, bao gồm ăn uống, nghỉ ngơi và vận động. Theo các chuyên gia, một trong những lý do chính giúp người Nhật Bản gia tăng tuổi thọ chính là chất lượng dinh dưỡng của mỗi bữa ăn. Sự cải thiện dinh dưỡng đã giúp tuổi thọ trung bình của người Nhật Bản tăng thêm 6 tuổi chỉ trong vòng 30 năm trở lại đây. Sữa uống lên men là một thực phẩm không thể thiếu trong khẩu phần ăn của người Nhật, từ trẻ em cho tới người già. Người Nhật tin rằng mỗi ngày chỉ cần sử dụng tối thiểu 1 đến 2 chai là đủ để có đường ruột khỏe mạnh. Bảo vệ sức khỏe đường ruột là điều rất quan trọng để đảm bảo khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và tăng khả năng đề kháng bệnh tật. Theo những nghiên cứu của chúng tôi, vi khuẩn trong sữa uống lên men giúp bảo vệ sức khỏe đường ruột, nhất là với người cao tuổi. Năm 2018, tuổi thọ trung bình của người Nhật là gần 84 tuổi, thuộc hàng cao nhất thế giới. Việc chú ý đến dinh dưỡng trong các bữa ăn và duy trì vận động được cho rằng sẽ giúp người Nhật sống lâu và sống khỏe hơn trong các thập niên tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 12 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Việt Nam.